Kính thưa quý vị, đúng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12, đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã bấm những hồi còi dài, chính thức lăn bánh chạy thử nghiệm từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái. Xin mời quý vị cùng hòa vào không khí hào hứng trải nghiệm tàu Metro 1 dạo phố cùng phóng viên thường trú của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Tàu Metro được chạy thử nghiệm trong 30 phút. Tàu sẽ di chuyển tại điểm đầu là ga bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia, đến ga Công nghệ Cao thì dừng 5 phút để khách tham quan. Sau đó, tàu tiếp tục di chuyển qua ga Thủ Đức và kết thúc tại ga Bình Thái. Theo thiết kế, tốc độ cho phép tàu chạy đoạn trên cao là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, tàu bắt đầu với tốc độ 5 km/h, sau đó tăng lên tối đa 20 km/h. Sau khi hoàn tất chạy thử từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái này, tàu Metro số 1 sẽ tiếp tục thử nghiệm ở các đoạn khác vào tháng 1 năm 2023, cùng với thử nghiệm hệ thống bảo vệ tàu tự động ATP có tín hiệu kết hợp với các hệ thống còn lại tại các nhà ga. Đến nay, dự án đã đạt được gần 93,6%, nhiều gói thầu chính sắp hoàn thành. Trong năm qua, với sự nỗ lực của chủ đầu tư cùng nhà thầu, dự án đạt được các kết quả khả quan như hoàn thành nhập khẩu toàn bộ 17 đoàn tàu vào đầu tháng 5 năm 2022, chạy thử nghiệm đoàn tàu trong khu vực Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức vào cuối tháng 8 năm 2022.